Mỗi tuần mới được gặp cha một lần, cậu cả có hành động khiến ai nhìn cũng muốn cương xỉu. Một hình ảnh đáng yêu của cậu nhóc nhà mình khi được người mẹ đăng tải lên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Trong video là hình ảnh một cậu bé tầm 2-3 tuổi đang đứng kế bên nũng nịu đòi được cha hung để bù cho những ngày vắng nhà. Từ mắt, trán, đầu hay thậm chí là lỗ tai, bàn chân, mọi bộ phận trên cơ thể cậu bé đều muốn cha của mình dành những nụ hôn vào đó. Không những thế, khi được cha đáp ứng, cậu nhóc liền bày ra gương mặt thỏa mãn làm ai nhìn cũng cưng muốn xỉu. Được biết, vì tính chất công việc phải đi làm xa nhà nên người cha chỉ tranh thủ đến lúc cuối tuần mới được về thăm vợ con một lần. Thế nên, trước hình ảnh và biểu cảm đáng yêu của nhóc tỳ nhà mình, người cha đã không kìm lòng được mà vô cùng hợp tác, khiến dân mạng khi xem phải xích xoa vì độ dễ thương của hai cha con. Bên dưới là một số bình luận để lại như: coi cái mặt mẻ tận hưởng kìa, nhìn muốn cắn cho một phát luôn ấy. Cưng gì đâu luôn đó trời, có thể nào nhờ ông mô hung dùng tôi hai phát luôn được không? Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Nhớ nhấn đăng ký kênh Tin Nhắn 3 Phút để xem những video mới mỗi ngày nha.